Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người các đường cong tay tiếp theo trên bàn tay và ý nghĩa của nó nói điều gì. Thì cái đường cong tay thứ nhất mà mình muốn nói ở đây đó là đường cong tay xuất hiện từ phía trên đường sinh mệnh hướng lên trên. Đây, cụ thể như nào thì mình sẽ vẽ cho các bạn xem. Đây nhá, ở đoạn phía trên này này, đấy, nó xuất hiện đường cong tay nó xuất phát ở đây. Đấy, phía bên trên này, bên trên đường sinh mệnh nhá, đây đường sinh mệnh đây. Đấy, nó xuất phát nó kéo này. Đấy, thẳng về cái gò thái dương. Đấy, và hướng ở chỗ ngón tay áp út này. Thì mọi người có cái đường cong tay kiểu này sẽ là người như nào? Sẽ là người am hiểu về nghệ thuật nhá, đấy, giỏi văn học, thích hợp với những công việc nghiên cứu liên quan tới nghệ thuật hoặc là học thuật đấy, và có thể gặt hái được cái thành tích xuất sắc đấy, và người này cũng là người sẽ nhận được cái sự khẳng định và ủng hộ của mọi người, có thể gây dựng được cái danh tiếng đấy. Đây là một đường cong tay cũng rất đẹp. Và bây giờ mình sẽ sang cái đường cong thứ hai, là cái đường cong tay kéo dài từ cái phía mé bàn tay. Đây, cụ thể nào thì mình sẽ vẽ các bạn xem. Đấy, bây giờ đây cái đường cong tay đây, nó sẽ kéo từ cái phía mé bàn tay này. Đấy, đây là ở cái khu dưới con út chưa thẳng này. Đấy, nó kéo từ đây, nó kéo lên. Đấy, nó kéo lên cái ngón tay áp út này. Đấy, đây người ta gọi là cái đường cong tay kéo dài từ phía mé bàn tay kéo lên. Thì mọi người có cái đường cong tay này sẽ là người như nào? Thì sẽ là người gặp nhiều trắc trở trong cuộc đời. Đấy, khi gặp cái hoàn cảnh trớ trêu thì sẽ khó mà vượt qua. Đấy, nên người có cái đường cong tay này thì cái bản thân sẽ cần phải kiên trì vững bước. Đấy, nếu mà kiên trì tới cùng ấy thì cũng vẫn có thể xoay chuyển ở tình thế và cũng có thể sẽ bước được lên cái vị trí lãnh đạo. Đấy, được mọi người đồng tình ủng hộ. Đấy, nên là người có đường cong tay này cũng sẽ phải là người cố gắng nhá. Rồi, và một cái đặc điểm tiếp theo nữa mà mình muốn nói đến ở trên bàn tay đó là cái người mà nó sẽ không có đường cong tay. Đấy, đây ví dụ như này, ở đây mình có một cái mẫu bàn tay này, mình vẽ cho các bạn xem này. Ví dụ như giờ như này nhé, ở cái chỗ này cái đường cong tay ở đây nó người ta không có. Đấy, nếu mà không có thì sẽ là người như nào? Thì người mà không có đường cong tay nhá sẽ là người sẽ không có tài vận. Đấy, coi nhẹ cái tài năng của bản thân. Đấy, và người không có đường cong tay thì mặc dù là người có tài chăng nữa, đấy, cũng sẽ không được người khác người ta thừa nhận. Đấy, nên mà những người mà không có đường cong tay thì sẽ cần phải chịu khó khai thác được cái tài năng tiềm ẩn của bản thân. Đấy, và trong những cái lĩnh vực mà mình đam mê đấy, và cứ dần dần thì cũng có thể sẽ cái trên bàn tay nó sẽ xuất hiện. Đấy, bởi vì mình phải cần có cái sự cố gắng phấn đấu, bởi vì cái tướng tay ấy, nó sẽ thay đổi theo thời gian, chứ không phải là cái người nào sinh ra như này xong rồi đến chết cũng như thế, không phải, nó sẽ thay đổi theo thời gian, nên các bạn cần phải chịu khó phấn đấu thì cái vận thế nó sẽ thay đổi theo cái hướng tích cực. Rồi, xin chào các bạn.